Ukraine và cơ hội cuối cùng để tự giải cứu bản thân. Mắt thần sáp 340 của Thụy Điển sắp viện trợ cho Ukraine có thể dễ dàng bị Nga bắn hạ. Nga tăng thuế với các doanh nghiệp và người giàu. Đức và Séc thúc đẩy EU chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Xin kính chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Nghệ An TV. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong những ngày gần đây, Nga đã phóng vũ khí chống vệ tinh lên không gian và tiến hành tập trận thử nghiệm vũ khí hạt nhân chiến thuật gần biên giới Ukraine. Trong bối cảnh này, tờ Telegraph của Anh nhận định, chúng ta hãy hy vọng tất cả các bên coi việc bảo vệ Ukraine là một ưu tiên trong tuyên ngôn, thay vì chỉ tập trung vào việc hứa hẹn với cử tri về sự giàu có về kinh tế ở quê nhà. Thời gian qua, Nga được cho là đã sử dụng các loại vũ khí siêu thanh và nhiều loại vũ khí khác bắn từ sâu bên trong nước Nga để tấn công các mục tiêu. Và chỉ tuần trước, một trung tâm mua sắm ở thành phố Kharkov đã bị tấn công. Mỹ và Anh không gặp khó khăn khi bắn hạ tên lửa của Iran nhắm vào các thành phố của Israel, nhưng lại không đồng ý bắn hạ tên lửa của Nga nhắm vào các thành phố của Ukraine. Những người ủng hộ Ukraine cho rằng nếu Ukraine được phép tấn công các sân bay, nơi máy bay ném bom xuất phát, cũng như nơi phòng máy bay không người lái và tên lửa, điều đó sẽ làm giảm sự tấn công dữ dội của Nga. Tương tự, nếu các tuyến cung cấp đạn dược cho mặt trận Nga bị cắt giảm, thì sự mất cân bằng lớn với việc Nga bắn 5 quả đạn cho mỗi quả pháo của Ukraine có thể được giải quyết nhanh chóng. Cuối cùng, Mỹ và NATO đang cố gắng làm mọi cách để ngăn chặn xung đột tại châu Âu, điều được cho là sẽ xảy ra nếu ông Putin thắng ở Ukraine. NATO cho rằng họ phải lên kế hoạch triển khai trên mặt đất và trên không để ngăn chặn người Nga nếu mọi thứ thất bại. Theo hãng thông tấn AFP, các nguồn tin phương Tây cho biết Ukraine đã nhiều lần sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp cho các cuộc tấn công ở khu vực Krasnodar. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng lên tiếng ủng hộ việc dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây cho các cuộc tấn công của Kiev vào các mục tiêu hợp pháp trên lãnh thổ Nga. Trước đây, các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine đã nhiều lần phản đối các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, trong các biên giới được quốc tế công nhận. Theo cách hiểu của họ là biên giới của Liên bang Nga cho đến năm 2014. Anh và Pháp đang cung cấp cho Kiev tên lửa tầm xa Storm Shadow. Kiev đã bắt đầu sử dụng tích cực tên lửa để tấn công các khu vực hậu phương và mục tiêu dân sự của Nga, đặc biệt là để tấn công Lugansk, các cây cầu nối vùng Kherson với Crimea và Sevastopol. Bình luận về các tuyên bố của phương Tây về việc tấn công vào lãnh thổ Nga, Moscow gọi đó là liều lĩnh và tuyên bố rằng những động thái này kích động một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov gọi tuyên bố của Tổng thư ký NATO là khiêu khích. Theo ông, Tổng thống và quân đội đã nhận thức rõ khả năng xảy ra các cuộc tấn công vào lãnh thổ của mình và đang thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp. Trước đó, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức trong một tuyên bố chung cho rằng Ukraine cần được phép sử dụng vũ khí do nước phương Tây cung cấp để tấn công các vị trí quân sự bên trong lãnh thổ Nga, những nơi mà các tên lửa Nga đã được bắn về phía lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine không được tấn công các địa điểm khác. Phát biểu họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại lâu đài Merseburg ở Kranze, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết quyết định trên sẽ không khiến xung đột hiện nay ở Ukraine leo thang. Về phần mình, Thủ tướng Scholz cho biết ông đã nhất trí với Tổng thống Macron và rằng chừng nào Ukraine tôn trọng những điều kiện mà các nước cung cấp vũ khí gồm cả Mỹ cũng như luật pháp quốc tế, Kiev cần được phép tự vệ. Đây được coi là phát biểu trực diện nhất của lãnh đạo phương Tây về quyền đáp trả của Ukraine, điều mà NATO đã né tránh và tranh luận trong thời gian rất dài. Sau khi Thụy Điển thông báo hỗ trợ máy bay cảnh báo sớm cho Ukraine, các chuyên gia phương Tây đã lên tiếng nhận định rằng những chiếc máy bay này có thể trở thành mục tiêu dễ bị tấn công bởi hỏa lực của Nga. Theo Forbes, ngày 29 tháng 5, Thụy Điển đã bất ngờ tuyên bố sẽ viện trợ cho Ukraine hai chiếc máy bay cảnh báo sớm Saab 340 AEW. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển, ông Pan Johnson cho biết, đối với Ukraine, máy bay bay cao với radar gắn phía trên mang lại năng lực đối phó mục tiêu trên không và trên biển. Khả năng xác định mục tiêu ở tầm xa của Ukraine sẽ được tăng cường. Máy bay Saab 340 AEW còn được trang bị hệ thống liên kết dữ liệu Link-16, cho phép trao đổi thông tin an toàn với các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ mà Ukraine sắp nhận từ phương Tây. Theo giáo sư Knut Ola Naastastrom từ Học viện Không quân Na Uy, đây là một bước đi bất ngờ của Thụy Điển. Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây cảnh báo rằng Saab 340
cũng như các máy bay cảnh báo sớm khác rất dễ bị tấn công. Họ nhắc đến việc Ukraine tuyên bố đã bắn rơi các máy bay cảnh báo Periev A-50 của Nga đầu năm nay, dù Nga chưa bao giờ xác nhận thông tin này. Tờ Fox nhận định, cặp máy bay viện trợ từ Thụy Điển thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn A-50. A-50 có 4 động cơ và tốc độ tối đa 901 km/h, bay ở độ cao gần 12.000m, trong khi Saab 340 chỉ có 2 động cơ cánh quạt, tốc độ không quá 482 km/h và độ cao tối đa 7.620m. Nếu A-50 dễ trở thành mục tiêu cho tên lửa của Ukraine, thì Saab 340 còn dễ bị bắn rơi hơn nhiều lần. Hơn nữa, Nga sở hữu tên lửa không đối không R-37M, nổi tiếng với khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 320 km. Máy bay đánh chặn MiG-31BM của Nga khi bay gần biên giới Nga-Ukraine có thể đe dọa toàn bộ không phận Ukraine bằng tên lửa R-37M. Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh RUSI nhận định, tầm bắn xa của R-37M kết hợp với hiệu suất rất cao và độ cao hoạt động của MiG-31BM cho phép nó đe dọa đáng kể các máy bay Ukraine. Sự xuất hiện của các máy bay Nga mang tên lửa R-37M đã khiến nhiều phi công tiêm kích Ukraine phải từ bỏ nhiệm vụ và quay đầu để tránh bị bắn rơi từ xa hàng trăm km. Dù Saab 340 có khả năng phát hiện R-37M từ xa, nhưng với tốc độ bay chậm, khả năng né tránh của chúng gần như bằng không. Các máy bay cảnh báo sớm rất khó để tránh né đối thủ. Chúng thực chất là những radar lớn bay trên trời, được dùng để quét không phận và phát hiện mục tiêu đối thủ. Nếu tắt radar, chúng sẽ mất tác dụng, nhưng chỉ cần bật radar lên là Nga có thể phát hiện ra Saab 340 ngay lập tức. Ukraine chắc chắn sẽ không từ chối máy bay Saab 340 của Thụy Điển vì họ cần thiết bị để phát hiện mục tiêu của Nga từ xa. Nhưng Kiev sẽ phải có chiến thuật để bảo vệ hai chiếc máy bay này khỏi bị bắn rơi nhanh chóng. Điều này có nghĩa là Saab 340 sẽ phải bay không thường xuyên và không thể đoán trước được. Chúng cũng sẽ phải tắt radar cho đến giây phút cuối cùng có thể. Các máy bay này được cho là sẽ phải bay trong không phận an toàn nhất, cụ thể là ở phía tây Ukraine, dọc biên giới với Ba Lan. Nga dự định tăng thuế thu nhập đối với doanh nghiệp và người giàu nhằm tăng nguồn thu để chi trả cho chiến dịch ở Ukraine. Đầu tuần này, Bộ Tài chính Nga đã đề xuất tăng thuế đối với các tập đoàn và những cá nhân giàu có, dự kiến tạo ra khoảng 2.600 tỷ rúp, tương đương 29 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Ngày 29 tháng 5, Ủy ban Chính phủ Nga đã phê duyệt đề xuất này và sẽ áp dụng từ năm 2025. Việc tăng thuế dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu người Nga, trong đó quân nhân và các gia đình đông con sẽ được miễn hoàn lại khoản thuế này. Hiện tại, hầu hết người dân Nga đóng thuế thu nhập 13%, còn những người có thu nhập cao hơn phải đóng 15%. Theo đề xuất mới của Bộ Tài chính, mức thuế 15% sẽ được áp dụng cho những người có thu nhập hàng năm từ 2,4 đến 5 triệu rúp, tương đương 26.000 đến 55.800 đô la Mỹ. Những người có thu nhập từ 5 đến 20 triệu rúp, tương đương 55.800 đến 223.000 đô la Mỹ mỗi năm sẽ phải đóng thuế 18%. Nhóm thu nhập từ 20 đến 50 triệu rúp, tương đương 223.000 đến 558.000 đô la Mỹ sẽ đóng thuế 20%. Và những người có thu nhập trên 50 triệu rúp, tương đương 558.000 đô la Mỹ sẽ phải đóng thuế 22%. Bộ trưởng Tài chính Anton Sulianov cho biết, những thay đổi về thuế sẽ chỉ ảnh hưởng tới 3,2% lực lượng lao động, tức khoảng 2 triệu trong số 64 triệu người có thu nhập hàng năm trên 2,4 triệu rúp. Động thái này được cho là đưa ra trong bối cảnh Nga đã phải chi tiêu rất nhiều cho cuộc chiến tại Ukraine từ tháng 2, 2022. Hồi tháng 11 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng nền kinh tế Nga có nguy cơ phát triển không bền vững khi chi tiêu quân sự tăng cao, thiếu nhân công và lạm phát gia tăng. Ngày 28 tháng 5, tờ Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao EU cho biết Đức và Cộng hòa Séc muốn EU tổ chức đàm phán về việc loại bỏ hoàn toàn nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga. Đức, nền kinh tế và thị trường khí đốt lớn nhất châu Âu, cùng Cộng hòa Séc sẽ đề xuất EU tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao thường xuyên giữa các bộ trưởng năng lượng của các quốc gia thành viên nhằm chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga. Kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ năm 2022, Nga đã giảm xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Sự cố nổ đường ống Nord Stream dưới biển Baltic cùng năm đó đã giáng một đòn nặng nề vào việc vận chuyển khí đốt từ Nga tới Đức và các nước châu Âu khác. EU đã nhanh chóng thay thế năng lượng của Nga bằng các nguồn năng lượng tái tạo và khí đốt từ các nhà cung cấp khác. Tuy nhiên, khối 27 thành viên này vẫn nhập khoảng 15% lượng khí đốt từ Nga trong năm ngoái. Theo dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, Nga đã cung cấp hơn 15,6 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng LNG cho các cảng của EU trong năm ngoái, tăng 37,7% so với năm 2021.
các nhà ngoại giao EU cho biết Berlin và Prague đã đưa ra lời kêu gọi loại bỏ hoàn toàn năng lượng Nga trong cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng EU tại Bruxelles ngày 29 tháng 5. Tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp này cho thấy các bộ trưởng dự kiến thảo luận về những khó khăn gặp phải trong quá trình loại bỏ dần nhập khẩu năng lượng từ Nga. Một số quốc gia EU như Áo, Hungary vẫn phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga. EU đã cấm nhập than đá và dầu thô vận chuyển bằng đường biển từ Nga. Ngoài ra, các nước EU đang xem xét các biện pháp trừng phạt việc vận chuyển LNG của Nga sang châu Âu nhưng chưa đưa ra quyết định cấm hoàn toàn nhập khẩu. Khối cũng đã thông qua các biện pháp pháp lý cho phép các nước thành viên EU ngăn chặn các doanh nghiệp Nga sử dụng cơ sở hạ tầng nhập khẩu khí đốt. Tuy nhiên, Tây Ban Nha và một số quốc gia khác lo ngại rằng nếu chỉ một số nước thực hiện các biện pháp này, LNG của Nga sẽ được chuyển sang các cảng khác của EU. EU đặt mục tiêu chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga vào năm 2027.